Hôm nay mình sẽ vào đình Bình Đông, là khu di tích lịch sử quốc gia. Đây là cái cầu dẫn vào đình Bình Đông. Ở phía dưới ghe thuyền rồi vẫn chạy. Nơi đây là khu di tích lịch sử quốc gia. Thì có cái tuyến mà du lịch đường sông á, từ ở ngoài Bến Thành đi vô đây, thì tôi sẽ ghé ngay đây nè. Ở đây nó có cái điểm để tàu du lịch ghé, để du khách tham quan. Đình Bình Đông thì nằm ở cạnh bờ sông đây, cạnh nó mé sông luôn, ngay giống như trên cái cù lao, ở trên một cái cù lao. Bây giờ qua hết cái cầu, là sẽ tới đình. Mình sẽ vô đình vô đình mình quay rồi dâng hương rồi luôn. Nguyên một cái cụ lao. Vô chánh điện lại trước đây. Cái số chiều sổ đi anh, mới mở cái tờ chiều sổ đây. Khu bên trong chánh điện. Cái tờ
nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chìm cá không sành quá trời. Rùa. Rùa chút xíu à. Từ mà xăm mà dài tới đây luôn hiểu đó. Ở đây mình đi ra ra hướng bờ sông nè. Chỗ này cũng là nơi phóng sanh. À, nằm trên cái cù lao à. Đình Bình, di tích lịch sử quốc gia Đình Bình Đông, cụ lao bảo tàng, phường 7, quận 8. Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa năm 97 do ông Nguyễn Khoa Điềm ký, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Bây giờ khoảng 14 giờ rưỡi, người dân đến đây cúng cũng tương đối là đông. Đây là mình đang đi ra. Xe gắn máy có thể chạy vô luôn, nhưng mà trong đó bãi xe hơi nhỏ nên gửi ở ngoài đi bộ vào. Ở đây là phía ngoài, ở ngoài cái đầu cầu đây. Người dân đến cũng tương đối là đông. Hồi xưa mà có cái đò đi nè.